Chúng là những thú cưng vui vẻ, đáng yêu và thích phiêu lưu, luôn sẵn sàng để vui đùa nghịch ngợm. Nhưng dù thế nào thì chúng không làm gì sai cả. Những sinh vật đáng yêu nhất nước Mỹ, mùa mới bắt đầu vào 8 giờ tối thứ tư ngày 31 tháng 12 trên kênh Animal Planet.